Thưa quý vị, ngoài 2.600 học sinh trở về từ các vùng dịch đã được Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương nhận vào trường gần nhất để đi học, đến thời điểm này thì Nghệ An còn hơn 2.000 học sinh mắc kẹt tại các vùng dịch trong cả nước. Để việc học của các em không bị gián đoạn, ngành giáo dục các nhà trường trong khả năng điều kiện của mình đã xoay sở tìm nhiều cách để hỗ trợ học trò. 2 tuần nay, trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 học trực tiếp trở lại. Thế nhưng tại lớp 12A4 thì thiết bị dạy học trực tuyến vẫn được sử dụng để giáo viên mở phòng học Zoom. Nguyễn Thị Nhiên là một trong 18 thành viên đặc biệt của lớp đang học trực tuyến qua Zoom. Hơn 1 tháng học trực tuyến thì em thấy có thuận lợi và khó khăn gì không? Em theo cô là nhà trường đã tạo điều kiện cho học sinh vùng dịch hoặc là đang cách ly học. Em cảm thấy học và đem lại nhiều lợi ích. Em có thể ngoài học trực tiếp lên thì em có thể trao đổi với giáo viên, bạn bè, có thể học qua các tài liệu mà giáo viên gửi. Ngoài 18 học sinh lớp 12, thì trường còn có gần 20 học sinh khối 10 và 11 trong diện này. Phần lớn các em gia đình khó khăn phải vào các tỉnh phía Nam làm thêm trong dịp hè và bị mắc kẹt khi dịch bùng phát. Để không lỡ việc học của các em thì mỗi khối ban giám hiệu nhà trường đã mở một phòng học Zoom. Thầy cô bạn bè cũng luôn đồng hành hỗ trợ các em củng cố kiến thức bài học trực tuyến. Nhà trường mở phòng học, phòng Zoom kết nối trực tuyến trên phòng học và các em cùng được theo học ở các khung giờ giống như các em trực tiếp và giao cho giáo viên bộ môn thường xuyên tương tác động viên giúp đỡ các em những cái việc khó khăn, những cái chỗ các em chưa hiểu. Trong lớp học thì cũng là cử ra một cái các bạn ở trong lớp để tức là giúp đỡ ở các môn. Tiếp cận trường mới, bàn mới, thì cháu thấy thế nào? Cháu cảm thấy hơi lạ nhưng mà dần quen. Trường Trung học Cơ sở Lê Mau năm học này tiếp nhận nhiều học sinh mới, có em thì về quê tránh dịch. Em thì lại mắc kẹt ở các tỉnh phía Nam, không phải học sinh của trường, nhưng cũng xin nhập học vì thành phố đang dạy học trực tuyến. Và hồ sơ chỉ có duy nhất là lá đơn xin nhập học online thế này. Nhưng tất cả các em đã được nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Thực tế là từ gần cuối tháng 8 là có một số phụ huynh đã lo lắng cho cái việc học của con, cho nên họ đã điện thoại đến và họ đã xin học. Thì nhà trường cũng là đồng ý tiếp nhận ngay và xin cái hồ sơ online. Cả là chỉ là hồ sơ online và cho các em đó là tiếp cận ngay với lớp để các em cũng tham gia ngay từ những cái ngày đầu khai giảng. Nghệ An có khoảng 2.300 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông mắc kẹt ở các vùng dịch, trong đó chủ yếu là các tỉnh thành phía Nam. Thời điểm này nhiều em đã trở về nhưng vẫn đang thực hiện cách ly. Hơn 1 tháng rưỡi qua thì ngành giáo dục và các nhà trường đã tìm nhiều cách để kết nối, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các em học tập, dù là học trực tiếp hay trực tuyến. Sở Tạo đã có văn bản để gửi Ủy ban nhân tỉnh và đề nghị Ủy ban tỉnh tìm các cái giải pháp đưa các em là nhanh chóng trở về để là học tập. Thứ hai nữa thì chúng tôi đã chỉ đạo các nhà trường triển khai cái việc dạy học trực tuyến, đồng thời thường xuyên liên lạc với các em để có thể là gửi bài qua Zalo hay là qua Facebook hay là qua Messenger để tiếp cận được cái bài cùng với các bạn ở trên lớp. Liên lạc với ngành giáo dục địa phương nơi học sinh mắc kẹt để các em được học tạm. Gửi học sinh vào các trường đang dạy học trực tuyến, thậm chí là dạy học trực tiếp nhưng vẫn duy trì các phòng học Zoom. Rất nhiều cách làm đã được áp dụng. Ngành giáo dục các địa phương, nhà trường luôn nỗ lực để cánh cửa trường học luôn rộng mở với những học sinh đã phải chịu nhiều áp lực thiệt thòi do dịch bệnh.